người phụ nữ gặp tai nạn thảm khốc chỉ vì dùng điện thoại như thế này cách đây ít ngày một người phụ nữ tại trung quốc đã chết tại chỗ trong một tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc gần miền đông nam tỉnh phúc kiến điều đáng nói là người phụ nữ này được cho là đã nhắn tin trên điện thoại khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường chết hoặc gây ra cái chết do sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông là một hệ quả hết sức nghiệm trong từ việc con người trở thành nô lệ cho thiết bị di động tạp chí bắc kinh rút daily bình luận về vụ việc Camera an ninh ghi lại vụ việc được chia sẻ trên trang tia video, com cho thấy người phụ nữ điều khiển xe cá nhân đi vào đường hầm với tốc độ cao, trước khi mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và đâm mạnh vào tường, chiếc xe sau đó lộn nhiều vòng trước khi bốc cháy dữ dội. Theo một cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường, danh tính người phụ nữ vẫn chưa được xác định. Xong, các bằng chứng thu thập được sau vụ tai nạn cho thấy người phụ nữ không thắt dây an toàn, lái xe với vận tốc cao nhất lên tới 120 km. Đồng thời sử dụng điện thoại tới 34 lần trong chỉ 30 phút, với chủ yếu là chức năng nhắn tin. Tôi nghĩ rằng tất cả những yếu tố trên đã khiến cô ấy gặp tai nạn, cảnh sát nói. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, cái chết của người phụ nữ thu hút nhiều ý kiến trái chiều, một số người lên tiếng kêu gọi cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho thói quen sử dụng điện thoại mọi nơi, mọi lúc. Tôi không biết có bao nhiêu người cũng có thói quen giống người phụ nữ này để mà cảnh báo họ, một người dùng cho biết. Họ chính phủ cần sửa lại luật giao thông đường bộ để hình phạt cho việc sử dụng điện thoại khi lái xe cũng tương đồng như khi uống rượu nhằm hạn chế những hậu quả nghiêm trọng một người khác chia sẻ được biết tại trung quốc tài xế điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng có hơi rượu bị phạt tối đa tới 6 tháng giam giữ tịch thu bằng lái cấm lái xe 5 năm trong khi đó sử dụng smartphone khi đang lái xe chỉ bị phạt tối đa 200 tệ tương đương khoảng 700 ngàn và mất 2 điểm tín nhiệm. Bởi lẽ đó, trong khi luật uống rượu khi tham gia giao thông phần nào hạn chế được thói quen của người điều khiển phương tiện, thì luật cấm sử dụng điện thoại gần như chẳng có tác dụng gì đáng kể. Theo thống kê của Cục Giao thông Vận tải Trung Quốc, tỷ lệ tài xế gặp tai nạn tăng 2,8 lần nếu họ nghe điện thoại khi đang lái xe, và 23 lần nếu họ nhìn vào màn hình để nhắn tin, kiểm tra tin nhắn. Tại Việt Nam, cảnh người dân sử dụng điện thoại để nghe gọi, thậm chí là nhắn tin khi đang tham gia giao thông cũng là một vấn đề đáng lưu tâm, và rất dễ bắt gặp trên đường. Nguyễn Nguyễn